Sau cái thành công của Gencovi thì thời gian gần đây có rất nhiều những clip, những bài hát hưởng ứng cái chiến dịch chống dịch Covid-19 của Đảng và Nhà nước ta, cũng như là những cái bài hát ca ngợi những người thủ lĩnh nơi trận tuyến chống giặc và các y bác sĩ, những chiến sĩ mặc áo blue trắng nữa. Không biết là Huyền có tiếp cận những cái bài hát đấy trên YouTube hay không, và Huyền có những cảm nhận như thế nào về những cái tác phẩm mà cổ động cho cái chiến dịch chống Covid của chúng ta hiện nay? Tôi thì cũng có xem qua rất là nhiều tác phẩm, hay như thời gian qua thì cũng có nói chuyện với cả anh Minh về tác phẩm Việt Nam ơi, cũng như là các tác phẩm khác, ông bà tôi. Nói chung là rất rất là tự hào vì qua một cái việc rất là nhỏ mà các nghệ sĩ cùng chung tay vào để tuyên truyền thêm về cho bệnh dịch và hỗ trợ cho tiền tuyến, thì tôi thấy đấy là một cái điều rất là may mắn. Từ cái thành công của clip Gencovi trong cái chiến dịch cổ động về phòng chống dịch Covid-19 này, thì cá nhân tôi thì tôi muốn chia sẻ với Huyền là một người phụ trách rất nhiều dự án truyền thông của lĩnh vực y tế, thì hiện nay câu chuyện mà pano áp phích treo ở ngoài đường so với những clip mà chúng ta tung lên mạng xã hội và trên nền tảng công nghệ YouTube ấy, thì Huyền cho rằng là chúng ta cần giữ cân bằng cả hai, hay là chúng ta nên bỏ cái cách cũ mà chúng ta tiếp cận một cách truyền thông hoàn toàn mới? Tôi nghĩ là cũ và mới luôn luôn phải đi song song với nhau. Đấy là điều cũ thì chúng ta đã được chứng minh với cái hiệu quả thực tế rồi, và cũng có những cái đối tượng khán giả khác nhau cho từng mảng truyền thông khác nhau, từng cái phương tiện truyền thông khác nhau, thì cái cách truyền thông mới này cũng là một cái mang tính chất gọi là thử nghiệm. Nhưng mà sau khi thử nghiệm thì chúng ta thấy là cái hiệu quả của nó tốt để chúng ta có thể đầu tư hơn và có thể gọi là tập trung vào nó hơn, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ bỏ những cái cũ đi. Cũ và mới luôn luôn có thể song hành với nhau và cùng nhau mang lại những kết quả tốt. Bây giờ ekip của Huyền có ấp ủ thực hiện những cái dự án mới khi mà cái cuộc chiến với Covid-19 của chúng ta vẫn còn đang diễn biến khó lường này hay không? Chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm và cũng sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ cho tiền tuyến, bởi vì thực ra cũng phải nói thật rằng là những cái thành công của Gencovi hay là những thành công của cái chiến dịch này nó chỉ là bề nổi thôi, bề nổi của, bởi vì truyền thông là dễ được mọi người nhận biết nhất, nhưng mà những cái gọi là đằng sau đấy thì là sự hy sinh vất vả của rất nhiều bác sĩ, y bác sĩ đang trong nghề, và cũng như là các cơ quan chuyên môn của chính phủ từ những ngày đầu chống dịch. Thế nên là những cái gì mà chúng tôi làm ở đây là rất rất nhỏ bé, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình bằng cái tâm và cái trách nhiệm của mình để làm sao mình có thể hỗ trợ cho tiền tuyến cho đến khi nào chúng ta chiến thắng bệnh dịch. Cho đến khi nào chúng ta chiến thắng bệnh dịch, đấy là cái quyết tâm của chúng ta, nhưng chúng ta mong rằng là chúng ta sẽ chiến thắng bệnh dịch trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên song hành với quá trình đó thì chúng ta cũng tiếp tục phải tăng cường công tác truyền thông, bởi vì hiện nay cái nhận thức của một bộ phận người dân về cái dịch bệnh này còn khá là chủ quan, đúng không Huyền? Và Huyền có cho rằng là ngoài những cái phương tiện, những cái cách mà chúng ta tiếp cận truyền thông đại chúng tới nhóm người trẻ, thì với những cái nhóm đối tượng mà lớn tuổi hơn chẳng hạn, khá chủ quan với dịch, thì không biết là phía ngành y tế chúng ta có những cái nhóm truyền thông và những mục tiêu truyền thông riêng với nhóm đối tượng lứa tuổi hay không nhỉ? Ngành y tế đang làm rất nhiều dự án rồi và có rất nhiều chương trình truyền thông có thể đến với tất cả mọi người. Thế thì tôi cũng chỉ muốn nói rằng là những gì chúng tôi làm nó chỉ là một giọt nước thôi, nhưng mà vì cái thành công có thể là khi mọi người đón nhận nó thì chúng ta sẽ có nhiều giọt nước đến cùng với nhau để hòa chung vào một cái đại dương, để hy vọng rằng là tất cả những cái việc tốt của mọi người có thể đến được với nhau và mang được một cái hiệu ứng, một cái hiệu quả tốt nhất cho cái công cuộc chống bệnh dịch này. Huyền này, chúng tôi cũng được biết là sau cái sức lan tỏa của clip Gencovi ra khỏi cả biên giới Việt Nam và rất nhiều hãng truyền thông quốc tế đề cập tới, thì tôi cũng được nghe thông tin là ekip thực hiện tiếp tục thực hiện một cái phiên bản tiếng Anh, đúng không ạ? Và bây giờ các bạn triển khai đến đâu rồi? Thật ra thì mọi thứ đã xong hết rồi và chúng tôi đang chuẩn bị tất cả các kế hoạch để có thể phát hành cái bản tiếng Anh một cách sớm nhất có thể. Bản tiếng Anh thực hiện vẫn trên cái nền đồ họa cũ và chúng ta gọi là chỉ biên dịch song ngữ thôi, hay là có cái gì đổi mới không nhỉ? Lời bài hát thì cũng tất cả mọi thứ đều trên nền cũ, nhưng mà chúng ta làm thế nào để cho tác phẩm nó vẫn hay và nó vẫn mang tính chất quốc tế nhưng vẫn phải chính xác.
Và cái kế hoạch tiếp theo sau cái bài hát và clip thành công ngăn Covid này này, thì ekip thực hiện chương trình có cái ý định là chúng ta sẽ ra đời một cái sản phẩm âm nhạc mới hay không, cũng góp phần vào cái phong trào cổ động, cái nâng cao nhận thức về ý thức chống dịch Covid-19 của người dân. Không chỉ là bản tiếng Anh mà hiện tại là viện cũng đang đồng hành cùng với cả UNDP, tức là chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc, thì để triển khai 6 thứ tiếng dân tộc và những cũng như là tiếng ngôn ngữ ký hiệu để cho cái chương trình gọi là không ai bỏ lại phía sau, không ai bị bỏ lại phía sau, có nghĩa là chúng ta đưa được hết tất cả những nội dung truyền thông phòng chống dịch cho tất cả những người mà tức là những người thiểu số đấy và những người mà cần được xã hội quan tâm. Thời gian qua thì các bạn nghệ sĩ đã trả lời phỏng vấn rất nhiều rồi và cũng có nói rằng là âm nhạc hay là vũ điệu là những cái ngôn ngữ phi biên giới và có thể đưa được những cái thông tin đến cho mọi người, thì là một cái ekip thực hiện thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là không chỉ âm nhạc hay là vũ điệu mà đấy chính là tình yêu và sự tử tế. Khi có tình yêu và sự tử tế thì chúng ta, đó cũng là những ngôn ngữ phi biên giới và chạm được đến trái tim của mọi người. Nếu chúng ta có sự đồng điệu đấy với nhau thì chúng ta có thể làm được rất là nhiều điều tử tế cho cộng đồng. Rất là hay. Âm nhạc là một thứ ngôn ngữ phi biên giới và cái điều đấy thì không ai có thể phủ nhận rồi. Cái sự thành công của clip Ngăn Covid nó là một minh chứng rõ ràng nhất, và câu chuyện mà chúng ta ấp ủ trong mình, trách nhiệm mà cộng đồng và tình yêu và niềm yêu thương, thì chắc chắn là chúng ta sẽ thực hiện được rất nhiều những dự án có ích cho cộng đồng, như mà cách mà ekip thực hiện clip Ngăn Covid đã triển khai trong suốt thời gian vừa rồi, đúng không? Và qua chương trình Góc nhìn ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới đội ngũ cán bộ nhân viên y tế nói chung và đặc biệt là ekip thực hiện clip Ngăn Covid.